hay quá ha. Cái này là nếp hả em? Gạo dẻo hả? À gạo dẻo. Có món này độc quá nha quý vị. Cái tiệm này bán buổi tối mà phải không em? Bán buổi tối mà. Đường này đường gì ta? Đường Lê Văn Thọ nha quý vị. Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, ngay ngã tư. Thấy lạ lạ. Cá thôi hả? Món này nhậu là vô địch luôn á. Hai cái đem đi. Mình ăn đây nữa chứ. Ăn ở đây một cái, đem về hai cái. Đúng rồi. Cái nào à? Cái này là ngon nhất hay sao? Cái này hay quá à, để hồi cái nó giòn lên nè. Nghe cái mùi thơm thơm ha, thơm giống như mùi bơ, bảo hành. Đây là một trong những món ăn đường phố, món ăn hầu như là rất là phổ biến và ở nhà mình cũng hay ăn cái món này, cơm cháy chà bông đó quý vị. Ăn để nhiều khi ăn cho dơ cho vui nó cũng ngon nữa. Bữa nay là chạy ngang thấy cái này mình ghé mình ăn thử thôi sao. Trải nghiệm những quán đường phố. Đây, oh wow. Vàng tươi luôn, hay thiệt. Đã quá. Nay hai cậu cháu ăn thử coi. Thôi vậy thôi hả? Còn hình như còn kho quẹt nữa đó. Cái này nấu bằng một cái nồi bằng nhôm hay ha, không chín. Đây là mình đang gọi một cái combo đó các bạn. Nó nằm ở combo 5 món nè, cơm cháy kho quẹt, mỡ hành, chà bông, rau luộc. Nó gồm combo 5 món với giá là 45.000 đồng. Đây. Thì trong cơm cháy nè có chà bông nè, các thứ rồi, rau luộc nè. Và kho quẹt nè quý vị. Ủa này có đổ muỗng gì không em? Ờ, sao đúng không? Còn ngoài đường mà nóng nóng cực 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 cực, chắc là tới bên cái lò hả? Giờ nè, giờ thử cơm cháy thì coi sao nè. Vì coi nè, nó bánh nó mỏng rồi, nó mỏng chánh rồi, rất là hay. Không thử rồi. Rụng rụng luôn.
mà nó thơm giống như là bánh đa vậy á, thơm lắm vậy. Có cơm mỡ hành, cơm chà bông. Đóng của bạn không? Rau luộc bầu bạn, cơm cháy. Không được rồi, không được rồi, phải đẩy vô tiếp. Mấy bữa nay còn ăn rau không? Giờ gặp rau nữa. Cào cải là bầu luộc á. Cào bắp. Bầu. Cho nên có giá 90 ngàn, mỗi phần giờ là 45 ngàn. Bây giờ đem qua cho bạn nó không có giòn quá. Rồi cảm ơn anh nhiều nha.